Mến chào bạn. Trong video clip này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký gói cảnh báo thời tiết, hay thường gọi là gói dự báo thời tiết của nhà mạng Vinaphone đó các bạn. Thì nếu các bạn thường xuyên ra ngoài hoặc là chúng ta muốn nhận được các thông tin về thời tiết hôm nay, ngày mai hoặc là trong tháng như thế nào, thì các bạn yên tâm, nhà mạng Vinaphone đang cung cấp một gói rất rẻ mà các bạn có thể được cảnh báo tới đến từng địa phương, từng địa chỉ, từng khu vực cụ thể nha các bạn. Ok, nếu các bạn đang cần gọi đăng ký gói cảnh báo thời tiết thì các bạn cứ theo dõi mình, các bạn cứ thực hiện theo các bước hướng dẫn sau đây là các bạn đã có thể sử dụng vô tư rồi. Link của website, link của bài viết thì mình sẽ để ngay tại phần mô tả video clip nhé. Các bạn nhớ click vào đọc thật kỹ nội dung để chúng ta cùng thực hiện. Ngoài ra thì tại website mình chia sẻ rất nhiều cách để các bạn có thể nhận data, nhận card cũng như thẻ cao là miễn phí. Vì vậy các bạn nhớ vào nhận, hoàn toàn là vô tư luôn nhé các bạn. Đây, link ở phía dưới tại phần comment hoặc là tại phần mô tả ở phía dưới đây. Đó, việc của bạn là kích vào để nhận thôi. Bây giờ thì chúng ta cùng đi vào nội dung chi tiết cách đăng ký gói cảnh báo thời tiết của nhà mạng Vinaphone nhé bạn. Thì ở đây chúng ta sẽ đi theo các vấn đề để chúng ta có thể dễ hiểu nhất. Đầu tiên là gói cảnh báo thời tiết là gì? Đấy, thì như hồi nãy mình có trao đổi với các bạn, thì nếu các bạn mà thường xuyên mà muốn nhận được các tin nhắn như cảnh báo ngày mai mưa, một mưa hoặc là trong thời gian tới là có chuyển sang trời lạnh hoặc trời lạnh nặng như thế nào, mưa giông ngập mặn ra sao, thì tức là các thông tin cảnh báo thời tiết nha các bạn. Và các thông tin này sẽ được gửi qua tin nhắn của chúng ta để chúng ta có thể cập nhật tin tức tại địa phương chúng ta đang sinh sống một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Thì hiện nay gói chúng ta sẽ được cung cấp là hoàn toàn miễn phí luôn cho các dịch vụ nhà mạng Vinaphone. Ok chưa? Tức là nếu chúng ta mà đang sử dụng một sim mạng Vinaphone mà chúng ta muốn sử dụng dịch vụ này thì vô tư đi, chúng ta sẽ nhận được hoàn toàn thoải mái và hàng ngày sẽ gửi về cho sim chúng ta các thông tin này. Về cách đăng ký các gói như thế nào thì các bạn yên tâm, đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cú pháp tin nhắn nhé. Đây là một số cú pháp cụ thể để các bạn có thể thực hiện. Nếu các bạn mà nghe không rõ hoặc là chưa hiểu thì các bạn cứ vào link tại phần mô tả ở phía dưới ấy, thì các bạn click vào để đọc và thực hiện nhé. Còn đấy thì mình sẽ đọc qua để các bạn có thể nắm. Đầu tiên là đăng ký gói thời tiết theo ngày. Thì đây các bạn cứ soạn TT viết tắt của chữ thời tiết đó các bạn, rồi gửi đến 1595. Các bạn muốn cảnh báo dự báo thời tiết theo tuần ấy, thì trong vòng 7 ngày tiếp theo chúng ta sẽ có thời tiết như thế nào. Đấy thì các bạn cứ soạn là TT7 gửi 1595 đấy các bạn. Và tất nhiên nếu chúng ta có nhu cầu sử dụng tới cả tháng vẫn rất chính xác về dự báo thời tiết nhé, thì chúng ta cứ soạn là TT30 và gửi 1595. Như vậy là theo ngày, theo tuần, theo tháng thì hệ thống Vinaphone đều có dịch vụ để đáp ứng cho chúng ta. Đặc biệt hơn nữa là có thể chi tiết đến từng địa điểm thành phố nhé các bạn. Ở đây ví dụ như các bạn đang sống ở Hà Nội thì các bạn chỉ cần soạn là TT cách Hà Nội, chúng ta viết liền không dấu tỉnh thành nhé, rồi chúng ta gửi 1095 để đăng ký gói cước, thì chúng ta sẽ nhận được các thông báo về khu vực mưa, khu vực nắng hoặc là ngày mưa, ngày nắng cũng như các thay đổi biến động thời tiết bất thường của thành phố Hà Nội của chúng ta. Đó, rất chi tiết luôn nên các bạn có thể yên tâm và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí nhé các bạn. Thì gói dự báo thời tiết này tùy theo ngày, tháng, tuần mà chúng ta sẽ nhận được các tin nhắn hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng mà tương tự với gói cước chúng ta đăng ký gửi về sim của chúng ta, nên các bạn có thể yên tâm. Nếu trong trường hợp mà có vướng mắc thì các bạn cứ gọi tổng đài 1800 1195 chuyên về cảnh báo thời tiết để tư vấn dịch vụ cho chúng ta. Lưu ý chúng ta khi đăng ký gói dự báo thời tiết đấy là bạn nên cân nhắc các gói nào mà chúng ta phù hợp nhất. Nếu chúng ta chỉ cần hôm nay ngày mai thì chúng ta nên đăng ký gói tuần, còn nếu chúng ta muốn nhận thông báo cả tháng luôn đấy thì chúng ta nên đăng ký gói TT30 nhé các bạn. Trong các trường hợp vướng mắc thì các bạn cứ gọi tổng đài 1800 1195 hoặc là 1800 1091 để tổng đài có thể hỗ trợ. Trong trường hợp muốn hủy dịch vụ thì các bạn cứ phản hủy TT gửi 1095 hoặc là gọi đến tổng đài sẽ hỗ trợ hủy cho chúng ta thôi. Thì trên đây là một số hướng dẫn cho chúng ta để các bạn có thể đăng ký và sử dụng gói dự báo thời tiết hay còn gọi là gói cảnh báo thời tiết đó các bạn. Thì hoàn toàn miễn phí nên các bạn có thể sử dụng vô tư. Ngoài ra thì các bạn đừng quên vào link tại phần mô tả nhé, sẽ có link bài viết này, cách để các bạn có thể nhận data, nhận card và thẻ cao hoàn toàn miễn phí như cũng để ở phía dưới đây. Các bạn chỉ việc vào site là các bạn đã có thể tham gia các chương trình và nhận data miễn phí rồi.
Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like kênh, đăng ký kênh và để lại nội dung comment ở phía dưới để chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng biết. Thì mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách cái đăng ký gói cảnh báo thời tiết của nhà mạng Vinaphone. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì nếu các bạn cần mình hướng dẫn thêm các nội dung gói cước nào thì các bạn cứ để lại nội dung để mình có thể đọc được và sau này sẽ làm clip hướng dẫn cho các bạn. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều.